Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mọi người trở lại với channel của mình. Mình là Dragonic Board Game đây. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người với một tựa game mới trên kênh của mình là Faraway. Mình vừa đặt hàng về. Đây là hàng Trung Quốc rồi mọi người, không phải là hàng chính hãng. Mình rất mong là bạn nào có điều kiện có thể mua hàng chính hãng để có thể ủng hộ nhà làm game nhé. Đây chỉ là một bản Trung Quốc thôi. Thì mình cũng đã chơi qua nó ở trên bản máy tính rồi, ở Board Game Arena á. Mình nhớ là mình có một buổi livestream về game này rồi, hoặc là chưa mình không nhớ nữa. Nhưng mà nói tổng quan thì mình thấy game khá là dễ. Thì cốt truyện của cái game này ấy, thì chúng ta sẽ thì Faraway ấy sẽ là một trò chơi thám hiểm vùng đất mới ấy, nơi bạn ghi lại hành trình qua 8 thẻ vùng được đặt trước mặt và theo thứ tự từ trái qua phải, và mỗi thẻ vùng ấy sẽ đại diện cho một khu vực riêng biệt trên hòn đảo nơi bạn khám phá những điều kỳ thú và gặp gỡ những cư dân bản địa. Họ sẽ tìm bạn. Bạn biết đấy, các bạn biết đấy, các bạn xem kênh mình lâu các bạn sẽ biết là mình không bao giờ có kịch bản. Đây là hậu quả của việc mình cố đọc một cái kịch bản. Vứt qua đi, bỏ qua đi. Đại loại game này là một game kiếm điểm và mình thấy nó khá là dễ chơi. Cái luật chơi của game này mình nghĩ là các bạn chỉ học trong vòng 5 phút thôi. Thường thì mình làm video mình sẽ không có kịch bản mọi người ạ. Thế nên là đây là mình đang vừa nói vừa nghĩ ấy, chứ còn thôi được rồi, mình sẽ unbox nó nhé. Game này sẽ có thể chơi được từ 2 đến 6 người với thời lượng chơi là khoảng 25 phút, khó nhìn vãi. Độ tuổi là 10 cộng à? Mình nghĩ là không cần mức độ đấy đâu. Các bạn chỉ cần biết tính toán đủ vừa vừa thôi là game này đã hoàn toàn thể chơi rồi. Được rồi, giờ cái hộp cũng khá là nhỏ mọi người ạ, chỉ còn chưa bằng một găng tay của mình, gỡ một găng tay mình thôi. Giờ mình sẽ unbox nó nhé. Đây không có con dao rồi. Mình vừa bóc cái seal của nó ra rồi. Giờ chúng ta sẽ mở xem trong bên trong này có gì. Chất lượng hộp có vẻ không tốt lắm bởi vì đây chỉ là hàng Trung Quốc thôi. Okay. Được rồi. Đầu tiên thì chúng ta có quyển luật à. Quyển luật này thì về căn bản thì mình biết luật rồi, thế nên là mình sẽ bỏ qua. Và game này thì không có giới hạn ngôn ngữ quá nhiều nha các mọi người. Đó là lý do chúng ta có thể hoàn toàn chơi bản Trung Quốc được, bởi vì game này nó có nhiều hình và số thôi, chứ không có tí chữ nào luôn. Chúng ta sẽ có hai sấp bài, hai cái bộ bài ở đây và một cái tính điểm. Cái tính điểm này thì khá là quen thuộc rồi, nó giống như là kiểu con kiểu gì nhỉ? Calico hoặc là con chim thôi, con wingspan thôi. Thì cái này cũng chỉ là một tập tấm điểm, một tập tính điểm, và thực sự thì các bạn kể cả không có cái này thì cũng không sao hết, các bạn hoàn toàn có thể tính điểm bằng cách khác, viết tờ giấy chẳng hạn. Wow, nhưng mà tất nhiên là có thì vẫn hơn không. Thành phần của game này chỉ có hai bộ bài này thôi, và chúng ta sẽ tập trung vào hai bộ bài này. Một bộ bài hình vuông, có hai mặt. Ok, đây là bộ bài hình chữ nhật nhỏ hơn một chút, thực ra nó rất là nhỏ á. Hãy mình bóc siêu qua nhé. Trong bài hình vuông này thì có tên dịch ra tiếng Việt, mình thấy các bạn dịch là thẻ vùng đất ấy, vùng hoặc là vùng đất. Còn cái này là thánh tích. Thánh địa, thánh tích, thánh địa gì đấy. Rồi giờ thì mình sẽ xem nào. Ở đây có thấy, mình đọc ở đây đang có thấy là nó có 68 thẻ vùng đất. Mình đã chiến thắng cái siêu. Đây, chúng ta có 68 thẻ vùng đất được đánh số từ ở trên góc trên này là 68 này. Đấy, 67 này, 66, 65, 64, đó, vân vân cho đến 1 thì phải. Một là dưới cùng đúng không? Ở dưới cùng này, đúng rồi. Vậy là đây là 1. Chúng ta có 68 thẻ vùng đất và cái này có bao nhiêu nhỉ? Nó ghi ở đây là 45 thẻ thánh địa. Và lại thì các bạn sẽ đi du lịch thôi. Game này lấy cốt truyện chúng ta đi du lịch đến các cái vùng đất này và đừng để ý con dao nhé. đến những vùng đất này và khám phá những thánh địa này, do đó nhận điểm. Cách tính điểm khá là hay, mình cũng không biết nói gì nữa. Nhưng mà thật sự thì game này khá hợp gu mình mọi người, thật sự hợp gu á, bởi vì
từ cái lần đầu tiên mà bạn của mình gọi cho mình giới thiệu ấy, mình tìm hiểu qua về game này, mình nghiện nó luôn. Nó khá dễ chơi. Các bạn newbie khi mới tiếp cận được một game ấy, khi mà các bạn đã chơi những game như là Uno, Ma Sói, Mèo Nổ các thứ rồi ấy, thì nếu mà chưa muốn tiếp cận với những con game nặng như là kiểu rút riết các kiểu đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể thử qua game này. Rất là đáng để chơi nhé. Và dễ chơi. Đây, có 45 lá và bên này thì là 68 lá. Vậy thôi. Và đấy là toàn bộ thành phần của Faraway. Yeah. Faraway. Thế rồi. Không có con dao này trong bộ nhé. Qua đi. Ok. Hết thành phần bữa rồi. Được, thế thì mình sẽ đi vào phần luật chơi nhỉ. Thì trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu một cái thẻ vùng này sẽ có những cái gì. Mình sẽ cố kiếm một cái nào đấy nó có đầy đủ nhất có thể ở đây đi. Cái này có vẻ chuẩn này. Cũng không đủ. Được rồi, nói chung nhá. Trước hết chúng ta sẽ tìm để ý đến góc trên bên trái của thẻ vùng. Ví dụ nó sẽ có số thứ tự là 1 và thứ hai là biểu tượng ngày đêm. Ở đây các bạn có thể thấy là nó đang ghi là 68, có nghĩa là đây là lá cuối cùng rồi đấy, là thứ tự 68. Và biểu tượng này là biểu tượng ngày. Và vậy thì biểu tượng đêm là biểu tượng như thế nào? Biểu tượng đêm là biểu tượng như thế nào? Sao toàn ngày này? Đây. Ví dụ như đây là biểu tượng đêm. Các bạn có thể thấy cái màu ấy, cái màu hình tròn ngoái ấy, nó mà màu bạc như này này. Thực ra các bạn có thể nhìn bầu trời cũng được, nhưng mà mình thì quen nhìn cái góc này rồi. Tại vì cái góc này nó sẽ ảnh hưởng đến, ví dụ là cái này. Đấy. Thì như thế này thì là ban ngày, còn như thế này là ban đêm. Và tất nhiên các bạn có thể hoàn toàn có thể nhìn lên bầu trời cũng chả sao cả. Thì cũng hình như chỉ có mấy lá này là đêm thôi, còn lại toàn ngày hết à. Đó. Thứ nhất là thế. Thứ hai là màu của lá bài. Cái chất của lá bài ấy sẽ có 4 màu. Là màu xanh nước biển, màu xanh lá cây, màu vàng và màu đỏ. Thực ra là người ta có nói về 4 cái này là cái gì đấy để mình thử cục kiếm nó. Bỏ qua đi, không tìm hiểu ở đây được. Đó, thì có 4 loại màu là màu xanh, hay màu xanh màu của Windows á, hoặc là màu của Google Chrome á. Đấy, nếu mà mình để như này nó sẽ thành màu của Google Chrome. Đó. Đấy thì đấy là màu của lá bài. Tiếp theo á là ở trên một số lá bài ở cạnh cái số thứ tự sẽ có hình tấm bản đồ. Các bạn cứ lưu ý thế thôi, có lá có lá không, cái này thì không phải lá nào cũng có. Tiếp theo ấy là ở bên góc phải của lá bài, góc trên bên phải của lá bài thì nó sẽ có một số cái tài nguyên, mình nghĩ là nó sẽ là tài nguyên. Có thể cho các bạn khi các bạn đưa lá bài này vào hành trình của mình. Thì ở đây cả các cái lá to to này thì đa số là không có tài nguyên đâu. Mình nhớ là các cái lá tài nguyên lại là những cái lá bé bé cơ. Mình sẽ đưa về gần đây mấy lá bé hầu như là mấy lá có tài nguyên này. Dụ nhá, có sẽ có 3 loại tài nguyên. Loại tài nguyên đầu tiên là màu đỏ này, cái đầu dê màu đỏ này. Nó là cái gì nhỉ? Được rồi. Theo lịch kịch bản ở đây ghi thì nó là linh vật Okiko mọi người ạ, đây là linh vật Okiko nhé. Đấy, thì nó là thế giới động vật. Thứ hai là cái viên đá này thì nó là đá Udu. Đá Udu là thế giới khoáng vật. Và đây, quả dứa. Ý tôi, ý mình là kẻ điền gai vàng, what the fuck, kế điền gai vàng. Nó quả dứa nhá, thì là thế giới thực vật. Thì game này nó chỉ có 3 loại tài nguyên này thôi. Và cũng không phải là lá bài nào cũng có, ví dụ như lá bài này không có này. Còn đây là những lá bài sẽ có. Thế thôi. Và cuối cùng, cái thành phần cuối cùng của một lá bài, đó chính là góc dưới bên phải của lá bài. Và đây là cái phần quan trọng nhất này. Đó chính là cách tính điểm chính của mỗi lá bài. Lá bài nào cũng có thì phải. À không, có một số cái không có. Mình nhớ có một số cái nó sẽ không có đâu. Nhưng mà đâu rồi, mấy cái lá 1, 2 gì đấy. Cũng có một số cái nó không có này. Mấy cái lá đầu tiên, mấy cái lá số nhỏ này là không có đâu. À đây, lá này cho đúng 2 điểm. Đấy, 4 này, 3, 2, 1 này không có mấy. Đó. Thì ấy, ví dụ cách tính điểm của nó rất đơn giản thôi. Đó, ví dụ như lá bài này đi, lá bài số 15. Thì khi mà bạn có lá bài này được lật lên ấy, thì lúc đó
ở trước mặt bạn có bao nhiêu cái linh vật Okiko đang ngửa màu đỏ đang xuất hiện ấy, thì bạn sẽ được 2 điểm với mỗi chúng. Thế thôi, đơn giản vậy thôi, khá là dễ. Nhưng nhớ là đang ngửa nhá, đang úp được không sao. Tại sao cái game này lại đặc biệt là bởi vì tí nữa các bạn sẽ thấy nó hay nhất ấy là về phần tính điểm. Chứ không có, còn không thì bình thường. Nó hay nhất là phần tính điểm ấy. Phần tính điểm của game này ảo cực mọi người ạ. Kiểu chưa đến lúc tính điểm thì chưa biết ai hơn ai ấy, vẫn chưa biết là thằng nào thắng ấy. Vậy thôi. À, ngoài ra nhá, ví dụ như lá bài này, nó ví dụ như lá 17 này mọi người sẽ thấy ấy, nó yêu cầu nó sẽ cho mình 1 điểm với mỗi đá Udu ở đây nhá. À được 3 điểm, 3 điểm với mỗi đá Udu. Và bản thân nó cũng có một đá Udu rồi, vậy gần như lá này sẽ chắc 3 điểm. Nhưng mà ví dụ như là bạn có thêm một đá Udu khác ở đây. Đấy, thì bạn sẽ có thêm, bạn sẽ thành 6 điểm kiểu đó. Tuy nhiên ấy, các bạn sẽ để ý có một số lá nó sẽ không có điều kiện. Ví dụ như lá này không có điều kiện nào cả. Nó chỉ ghi là một linh vật Okiko. Rồi mình sẽ gọi nó là cái đầu dê. Một đầu dê bằng 2 điểm. Thì trong trường hợp này nó sẽ cho bạn 2 điểm, đúng. Tuy nhiên ấy, cái lá này nó không đơn giản như vậy. Nó có một cái điều kiện ở trên này. Nó một nhiệm vụ do dân làng này hoặc là NPC này yêu cầu bạn. Và nó yêu cầu bạn phải có 2 cái linh vật Okiko này thì mới có thể kích hoạt cái dưới này. Và nó buộc phải đang ngửa thì mới có thể kích hoạt được. Ví dụ như là trong trường hợp này thì lá bài này vẫn là 0 điểm. Tại sao? Kể cả cho dù chúng ta có 2 cái đá Udu ở đây nhưng mà chúng ta không có đủ 2 linh vật Okiko thì nên lá bài này sẽ không được kích hoạt. Muốn kích hoạt nó thì đơn giản thôi. Bạn chỉ cần làm một cách nào đó để có thêm một linh vật Okiko trước mặt nó là được. Cái gì vậy? Mình không hiểu, xin lỗi mọi người, mình thấy buồn cười việc đấy. Nhớ là phải trước nó nha. Trước nó là từ bên phải qua bên trái. Đó, dụ như thế này thì bạn sẽ thấy. Ồ, cả lá này nữa. Đúng rồi. Cái này ấy, nó sẽ cho mình được 3 điểm với mỗi cái đá Udu đang lật này. Vì vậy thì chúng ta sẽ được 6 điểm. Bởi vì chúng ta đã có đủ 2 linh vật Okiko ở đây rồi. Mọi người sẽ thấy đấy. Vậy thôi. Còn cái lá này chưa chắc đã được điểm nào nhá. Tại sao thì mình sẽ giải thích sau. Tại vì nó hay nhất ở phần tính điểm thôi. Đó, đó là về các lá vùng đất. Mà vùng đất sẽ, phía dưới góc trái sẽ có một cái hình ảnh của một người ở đấy. Nhưng mà cái này không quan trọng lắm. Đây chỉ là cái người sẽ giao cho chúng ta nhiệm vụ để nhận điểm thôi. Ví dụ như cái này cần 3 quả dứa này, ba cái kế điền gai vàng. Gai vàng, oh shit. Rồi, tiếp theo là 45 lá thánh địa. Thì căn bản các lá thánh địa này nó sẽ giống như các lá vùng này, nhưng mà nó sẽ bổ sung ít thứ hơn. Ví dụ như là nó lá này sẽ cho chúng ta một cái bản đồ. Cái bản đồ là bên góc trái lúc đấy mình nói ấy. Và một đầu dê này. Cái này thì sẽ cho chúng ta một đầu dê. Và nó là màu xanh lá, nên những cái gì cần xanh lá sẽ tính này. Cái này sẽ cho một số lá thì sẽ cho chúng ta điểm. Ví dụ như cái này sẽ cho chúng ta một điểm với mỗi lá bài màu vàng. Đây là màu vàng á, cái màu nó cùng màu với cả cái này này. Đấy, đúng rồi, cùng màu. Màu hơi cam cam tí. Vàng cam một tí. Thì đấy, nó sẽ cho chúng ta một điểm. Bản thân nó là một cái lá màu cam sẵn rồi, thế chắc chắn nó được một điểm. Đây, nó sẽ có một những cái cho chúng ta điểm và những cái vẫn có cho chúng ta tài nguyên luôn. Về căn bản thì nó sẽ chính là những cái thẻ vùng này, nhưng mà nó sẽ ít hơn, tức là nó sẽ yếu hơn một tí, hạ cấp xuống một tí. Nhưng mà nó vẫn rất cực kỳ quan trọng nha mọi người. Nó vẫn rất cực kỳ quan trọng trong game. Rồi. Và đó là toàn bộ thành phần của Faraway. Và tức là các cái chi tiết trên một lá bài thì mình đã giải thích rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đến với luật chơi của game này. Và đây là một trong những game mà mình nghĩ là luật chơi rất đơn giản. Chúng ta sẽ cháo đều cái trồng bài Faraway này lên. Sao trồng bài Faraway nhỉ? Trồng bài vùng đất chứ. Chúng ta sẽ cháo đều cái trồng bài vùng đất này lên và chia cho mỗi người 3 lá. Ở đây mình sẽ giả sử mình sẽ chơi 2 người nhá. Mình sẽ chơi với Diabelstar. Thế nên là chúng ta sẽ có 2 người chơi ở đây. Mình sẽ chia cho mình 3 lá. Và mình sẽ chia cho Diabelstar 3 lá. Rồi. Cho này có thể chơi tối đa 6 người nhé. Sau đó thì cái trong bài thừa ấy, chúng ta sẽ chảo kỹ và chia ra giữa sân bằng với số người chơi cộng 1. Vì vậy ở đây thì mình sẽ chia 3 lá bởi vì có 2 người chơi. Tất nhiên là nếu mà ví dụ 3 người chơi thì chúng ta sẽ chia 4 lá và 6 người chơi chúng ta sẽ chia 7 lá nhé. Thì cái này sẽ lật lên. Đồ. Cái này hơi giống Splendor nhỉ. Chết tôi cháu chưa kỹ nên là 50, 51, 52 này.
chưa chưa kỹ đó. Rồi, cứ để nó đây đi, đừng quá quan trọng. Sau đó thì cái trong bài này, trong bài thánh địa này thì chúng ta chỉ đơn giản là chọc kỹ và để nó đây thôi. Để nó đây thôi. Rồi, vậy là chúng ta set up xong cho một ván chơi. Mỗi người chơi sẽ có 3 lá trên tay. Và một lượt chơi thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 lượt, à 3 phase, 3 hành động, 3 giai đoạn. Ừ, đúng rồi. Đầu tiên nhá, giai đoạn đầu tiên chúng ta sẽ là chọn thẻ vùng đất ấy, trên tay bạn, trên tay mình. Ví dụ ở đây, mình có 68 này, có 24 điểm mà được, mà mất tận 5 đá. Được, vậy thì mình sẽ úp con 68 này xuống, à úp con 14 này xuống đi, đấy ok. Được, và úp xuống thôi nhá. Và tất nhiên các người chơi khác cũng sẽ phải úp ra tương tự. Ví dụ như là đây là người chơi khác, người ta sẽ ok, bạn ấy sẽ úp cái này xuống. Rồi, xong hành động giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn thứ hai là chúng ta sẽ tất cả mọi người sẽ cùng lật nó lên, cùng lật lá bài đã vừa mình vừa úp lên. Đó, và thế thôi ạ. Tất nhiên là đoạn này sẽ là giai đoạn chọn thánh địa. Tuy nhiên ấy, ở cái lượt đầu tiên chúng ta sẽ bỏ qua cái hành động này bởi vì không có lá nào trước đấy cả. Cái này hơi rối một tí, nhưng đại loại thì cái lượt đầu tiên chúng ta sẽ bỏ qua cái lượt bước này đi. Và bước thứ ba là mỗi người sẽ chọn một cái từ trong cái vùng đất này lên tay của mình, và thứ tự chọn sẽ là bằng với ai nhỏ nhất thì sẽ được chọn trước. Ví dụ ở đây mình là 14, bạn ấy là 20, vậy mình sẽ là người được chọn trước. Ở đây thì mình sẽ chọn là mình rất muốn lấy nhiều đá, vậy thì mình sẽ lấy cái này đi. Rồi, và Diabetes Star sẽ chọn cái này. Ok, tất nhiên là còn lại thì chúng ta sẽ bỏ ra khỏi game và lật ba lá mới. Vậy thôi, game dễ không? Tất nhiên là còn một bước mình vừa bỏ qua, bây giờ mình sẽ giải thích về nó. Giờ chúng ta lại về giai đoạn 1. Chúng ta sẽ, lần này mình sẽ đánh lá là này đi. Diabetes Star sẽ đánh lá này. Ok, Diabetes Star sẽ đánh lá này. Rồi, giờ đến giai đoạn 2, giờ tất cả chúng ta cùng lật này. Được rồi, giờ chúng ta sẽ nói về cái bước mà ở cái tân đầu tiên mình đã bỏ qua. Các bạn sẽ thấy cái lá thứ hai của mình ấy, nó có cái số thứ tự to hơn lá thứ nhất của mình. Và điều đấy cho mình một quyền lợi, đó là mình sẽ được rút một thánh địa cầm lên tay. Dừng ở đây đã, cứ dừng ở đây đã. Sau đó bạn có thể chọn một thánh địa trên tay. Tại sao lại chọn một trong khi mình chỉ có một, đúng không? Nhưng mà tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cách để có nhiều thánh địa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chỉ được chọn một thánh địa từ trên tay mình và đặt nó xuống vùng chơi. Đấy, mình có thể đặt như này. Đó. Tất cả các chỉ số này sẽ được cộng vào cho mình về cuối game nha. Rất là ngon. Nhìn Diabetes Star xem, bạn ấy cũng đánh to hơn này. Ví dụ như ở đây là 21 trong khi đây là 20. Vì vậy Diabetes Star cũng sẽ rút được một lá thánh địa lên tay của bạn ấy. Tuy nhiên, các bạn để ý không? Ở đây có cái tấm bản đồ. Lá bài này có tấm bản đồ. Vì vậy Diabetes Star sẽ được rút hai lá, tức là bằng số bản đồ cộng với một lá thánh địa. Đó chính là cách để chúng ta có thể rút thánh địa lên tay. Thánh địa. Và tất nhiên, mặc dù là rút nhiều nhưng cũng chỉ được chọn một thôi. Ở đây Diabetes Star sẽ chọn lá này đi. Sẽ chọn cái thánh địa này. Mình sẽ để nó xuống dưới. Các bạn hơi khó nhìn nhưng mà nó đang ở phía góc dưới đấy. Ở đây mình sẽ để nó bên cạnh này đi. Ok. Còn lá bài này thì chúng ta sẽ để nó xuống dưới cùng của cái chồng bài này. Không vứt nhá, cứ để xuống dưới cùng ấy, không phải tráo lên đâu, để dưới cùng. Thế thôi. Và lưu ý, cái việc nhận thánh địa này nó chỉ xảy ra nếu cái số thứ tự ấy mà các bạn đánh ở cái lượt này nó lớn hơn lượt trước. Tại vì sao? Đây là theo cốt truyện của game thì đây là cái khoảng thời gian chúng ta sẽ mất để khám phá vùng đất. Vì vậy nếu chúng ta mất nhiều thời gian hơn thì chúng ta sẽ có thể kiếm được khám phá những cái thánh địa. Còn giả sử nếu bây giờ rồi đến bước thứ ba thôi, mình sẽ lấy về một lá đã. Nhưng mà hold up, lần này Diabetes Star có số thứ tự là 21, còn mình là 50, vậy Diabetes Star sẽ được chọn trước. Diabetes Star sẽ chọn cái lá này đi. Hoặc cả lá này cũng hay này, tại vì bạn đang có một cái bản đồ và mỗi cái bản đồ thì được 2 điểm.
quá tuyệt vời, bạn đang có một cái bản đồ. Ok, còn mình thì sao nào? Ô, cái này cũng là mỗi bản đồ bằng 4 điểm, nhưng mà cái này phải yêu cầu hai dứa. Hai dứa. Ok, mình sẽ lấy nó. Đó. Giả sử bây giờ nếu đây không phải là 50 mà nó là 68 chẳng hạn, thì mình đánh cái lá 54 này xuống, nó sẽ chỉ đơn giản ở đây thôi, mình sẽ không được rút thánh địa. Tại sao? Bởi vì cái thời gian này nó nhỏ hơn cái này, vì vậy không được, chỉ có tăng lên thì mới được thôi. Đấy là lý do các bạn nên đánh sảnh tiến, và trừ khi đã hết kịch kịch rồi thì mới quay lại thôi. Game rất là đơn giản đúng không? Nó chỉ đến thế thôi. Và nhớ là rút thì rút bằng số bản đồ cộng 1. Ở đây thì mình không có bản đồ nào, mình chỉ rút 1 thôi. Còn người có bản đồ thì người ta sẽ rút nhiều, nhưng mà rút nhiều thì cũng chỉ được giữ lại 1 thôi. Hết rồi, game nó chỉ có vậy thôi. Và bây giờ là đến phần hay nhất, đó là phần tính điểm. Đợi chút mình sẽ phải pause video để set up ra một cái phần tính điểm. Được rồi. Phía trước mặt các bạn là một cái bàn chơi sau khi mình đã chơi xong 8 lượt. Với là game này sẽ kết thúc sau khi chúng ta đánh được 8 lượt nhá. Thì giờ chúng ta sắp bắt đầu tính điểm. Nhưng mà nó sẽ không tính điểm một cách bình thường đâu. Chúng ta sẽ nhớ phải làm điều này này. Khi các bạn đánh một lá bài ấy, các bạn buộc phải đánh nó từ trái qua phải, trừ khi hết chỗ rồi thì đánh xuống dưới. Có nghĩa là bạn sẽ phải luôn đánh nó theo một cái cách nào đó để khi tính điểm bạn nhớ rằng lá nào mình đã đánh trước và lá nào mình sẽ đánh sau. Và ở đây thì mình nhớ chắc chắn là đây là lá đã đánh trước. Đây là đầu tiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn nên sắp xếp như vậy. Và giờ tính điểm thì sẽ rất là vui ấy, bởi vì thế này này, chúng ta sẽ úp tất cả các lá vùng đất xuống. Các lá thánh địa để nguyên. Và chúng ta sẽ úp tất cả lá thánh vùng đất xuống. Đó. Rồi. Và đây là thứ khiến cho game này trở nên hack não hẳn. Các bạn sẽ mở từng lá một để tính điểm, và sẽ mở từ cuối lên đầu nha mọi người. Có nghĩa là chúng ta sẽ mở lá cuối cùng mình đánh trước đến lá đầu tiên mình đánh. Vậy thì chúng ta sẽ mở lá đầu tiên, lá cuối cùng trước, và đó là lá này. Và chúng ta sẽ ghi vào cái bảng điểm ở đây. Đây là nó sẽ là bao nhiêu điểm, rồi dần dần đi xuống. Có 8 lượt thôi, game này chỉ có 8 lượt hết rồi. Ở đây lá này sẽ không cho mình một điểm nào hết. Lá này không cho mình một điểm nào, bởi vì đây là một lá không có nhiệm vụ, không có một người dân nào ở đây cả. Không sao cả, nhưng mà nó sẽ cung cấp cho chúng ta đến hai tài nguyên. Và ở trên này nữa. Đấy. Rồi, giờ mình sẽ lật đến lá này. Vậy thì lượt đầu tiên mình cộng được 0 điểm này. Vậy là 0 điểm. Với lá này thì chúng ta không có một cái yêu cầu nào bắt buộc ở điểm ở đây cả. Thế nên là chúng ta sẽ có thể thực hiện hai ngay cái phần thưởng của nó. Người này đã cho chúng ta 3 điểm với mỗi cái đầu từ từ cái gì nhỉ? Em. Để mọi người để mình tìm lại cái tên nó đã. Gì đến chết. Đúng rồi. Cho mình 3 điểm với mỗi linh vật Okiko của nó. Và rõ ràng chúng đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi, thế nên là chúng ta sẽ có đếm số linh vật Okiko đã ngửa nha mọi người. Vậy ở đây là sẽ có 1 này, 2, 3. Vậy chúng ta sẽ được 9 điểm bởi vì có 3 điểm với mỗi cái linh vật Okiko. Những cái đang úp không được tính nhá. Vậy chúng ta sẽ cộng 9 điểm. Tiếp theo, chúng ta sẽ lật đến lá này. Lá này sẽ cho chúng ta 3 điểm với mỗi lá đỏ và cam. Ở đây thì chúng ta sẽ tính cả cái này. Tuy nhiên, các bạn sẽ để ý cái nhiệm vụ này chúng ta có hoàn thành không nhỉ? Nhiệm vụ này chúng ta có hoàn thành nhá. Mình tưởng là không hoàn thành, mà cách nào đấy thì thực ra nó hoàn thành, bởi vì nó yêu cầu 3 linh vật Okiko và 1 đá Udu. Thì ở đây chúng ta đã có đến 2 đá Udu rồi, và 1, 2, 3 linh vật Okiko. Vậy thì chúng ta sẽ được 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm và 4 điểm. Vậy chúng ta sẽ được nhận 12 điểm, do 4 x 3 12 mà, 3 điểm của mỗi lá. Rồi, giờ chúng ta sẽ lật đến cái lá tiếp theo, là lá này. Là nhiệm vụ này sẽ yêu cầu chúng ta 2 đầu dê, và chúng ta hoàn toàn đã có rồi. Đây chúng ta sẽ được 9 điểm, thế thôi, nó sẽ cho chúng ta 9 điểm. Tiếp theo đến lá này. Nhớ cứ ngược thôi, cái lá nào đã đánh sau thì lật trước. Cái này sẽ cho chúng ta 1 điểm với mỗi kế điền gai vàng. Ở đây chúng ta sẽ chỉ được 2 điểm thôi, bởi vì nó sẽ tính chính cái lá này nhá. Đây chúng ta sẽ chỉ được 2 điểm thôi. Còn lại không thấy có một cái quả dứa nào xuất hiện ở đây cả. Tiếp theo là lá này. Lá này yêu cầu 3 đá Odu.
Như là chúng ta đã có đủ 3 đá u đuôi rồi. Ví dụ đây là 1 này, 2 và 3. Vậy là nhiệm vụ này đã được hoàn thành. Vậy chúng ta sẽ được 7 điểm. Wow, nhiều tài nguyên đấy. Bình thường mình chơi không nhiều tài nguyên như thế này đâu. Rồi chúng ta sẽ đến lá này. Lá này lại cho chúng ta thêm một đá u đuôi nữa và không có yêu cầu nào cả. Vì vậy chúng ta sẽ được nhận điểm của nó. Và lá bài này sẽ cho chúng ta 2 điểm với mỗi đá u đuôi. Vậy là 1, bao gồm chính nó, 1, 2, 3, 4 và 5. Vậy là chúng ta sẽ được 10 điểm với lá này. Và lá cuối cùng là lá này. Lá này yêu cầu chúng ta có một linh vật Okiko và hai đá Udu. Nãy giờ thì rõ là chúng ta đã thừa rồi. Và lá này sẽ cho chúng ta 4 điểm với mỗi thời gian buổi đêm. Và thời gian buổi đêm thì như mình đã nói, các bạn có thể nhìn bầu trời là dễ nhất. Còn nếu không thì cứ nhìn vào cái vòng bên trái này, vòng bên trái phía trên này, thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Các bạn đừng quên này nhé, 6. Đây cũng là buổi đêm. Vì vậy chúng ta sẽ lấy 6 x 4 và chúng ta được tận 24 điểm. Và tổng điểm sau khi mình tính tất cả lại thì chúng ta sẽ được 73 điểm. Chưa mọi người ạ. Đấy. Chưa, mình nhầm. Đấy là điểm của 8 cái này thôi. Còn cái này nữa là cái gọi là cái thành tích nữa. Thì các bạn để ý cái thành tích này cũng sẽ cộng cho chúng ta 1 điểm với mỗi lá bài cam và tính cả nó nữa. Thế nên là chúng ta sẽ có 1 2 3. Vậy chúng ta sẽ cộng thêm 3 điểm nữa. Và vậy là tổng của chúng ta có 76 điểm. Và mình sẽ ghi nó vào đây, tính từng người như vậy thôi. Vậy thì cái game của ha, cái hay của game này mà mình thích nhất là gì? Đó chính là chúng ta sẽ không tính điểm từ đầu xuống cuối như hầu như các game khác. Chúng ta có thể kiểu đặt một con để lấy tài nguyên, xong rồi đặt thêm tài nguyên, lấy tài nguyên, xong rồi mới lấy điểm, xong dùng một đống tài nguyên đấy để build điểm như kiểu Splendor á chẳng hạn đấy. Nhưng không, game này bắt chúng ta phải ra nhiệm vụ trước rồi sau đó làm cái nhiệm vụ mình vừa ra. Và đấy, nó sẽ rất là hay ở cái điểm là chúng ta sẽ tính điểm ngược thay vì tính điểm xuôi. Và thế thì game này rất là hack não, và đến cái lá cuối cùng thì mới biết được ai hơn ai. Do và sự xuất hiện của các cái thánh tích này cũng ảnh hưởng đến game rất nhiều nhá, vì nó bổ sung rất nhiều thứ ở trong này đó. Và không biết ở đâu, game rất nhiều chiến thuật và mình cứ tưởng là mình thắng cho đến khi mình thua. Không hẳn là chiến thuật, từ game này mình không nặng quá nhiều về chiến thuật, mà là nó nặng về sự ảo ma của nó. Nó quỷ lắm đó. Và với chỉ 65 lá bài vùng và 40 đúng không, 40 hay 48 thì đấy nhỉ, 68 chứ, với chỉ mọi người để tí mình xem lại chỉ số. Với chỉ 68 lá thẻ vùng và 45 lá thẻ thánh tích thì có 1 tỷ tổ hợp chúng ta có thể tạo ra với đống này. Vô cùng hay nha mọi người, rất xứng đáng để mua. Và chơi được từ 2-6 người, nghĩa là cái khoảng chơi rất rộng. Game này chơi 2 người vẫn hay, chơi 6 người vẫn hay, cực kỳ tuyệt vời luôn. Điểm trừ game này thì nó sẽ là mình sẽ thấy là nó sẽ không tác động nhiều vào những người chơi khác, có nghĩa là trừ việc cướp bài thôi, trừ việc cướp bài ở giữa bàn chơi, còn lại thì game này không thật sự tấn công những người chơi khác. Vì vậy những nhóm mà muốn chơi theo kiểu là đánh nhau nhiều ấy, những cái nhóm mà muốn dìm nhau ấy thì hơi khó, để thì game này sẽ không hợp với các bạn lắm. Và còn về việc là chỉ đơn giản là chỉ ấn thuật tính điểm ảo ma kiểu hack nặng kiểu what nhảy điểm các kiểu ấy, thì game này cực kỳ hay luôn mọi người, rất xứng đáng để chơi. Faraway là cái game mà mình đã chơi có khoảng chưa được một ván, mình chơi nửa ván rồi mình đang nghiện rồi. Nhưng mà đấy là do mình nó hợp gu mình thôi, còn các bạn thì sao mình không biết. Vậy thôi nhá, đấy là toàn bộ về Faraway trong video của mình, từ thành phần, setup, hướng dẫn chơi, luật chơi. Bất cứ câu hỏi nào các bạn hãy đặt nó phía dưới phần bình luận, và mình chắc chắn sẽ có một video về gameplay tử tế cho con game này nhá. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video ngày mai.